Cha mẹ luôn mong muốn con mình trưởng thành, nhưng con lại không biết sắp xếp thời gian của mình. Con không thích giao lưu với mọi người, con còn ẩn mình với những chiếc smartphone. Con thích thể hiện và đôi lúc trở nên bướng bỉnh. Con không tôn trọng bạn bè. Con sống không có ước mơ. Và còn rất nhiều những vấn đề khác mà con đang phải đối mặt. Tình trạng đó là do đâu? Do cuộc sống công việc bận rộn nên cha mẹ còn quá ít thời gian dành cho con, hay do giới trẻ hiện nay quá đủ đầy và không thoát khỏi sự bao bọc của cha mẹ? Cha mẹ phải làm sao? Các con phải làm thế nào? Hãy cùng đến với buổi giao lưu của cô Phạm Thị Yến với các bạn khóa sinh trong khóa tu mùa hè năm 2018 lần 2 tại Chùa Ba Vàng theo chủ đề Vì sao cha mẹ không hiểu con? Xin mời các bạn cùng theo dõi chương trình.